Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vào vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ dinh độc lập. Dinh độc lập là một danh lạ. À không, dinh độc lập là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Sài Gòn nha. Hay bây giờ mình sẽ bắt đầu làm vòng nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nhé. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. Đây là một danh lam thắng cảnh nha. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên là mình sẽ xỏ một xanh lá cây nha. Đây nha, đây là màu xanh lá cây của mình nha. Mọi người, đây là phần màu xanh lá cây của mình. Tiếp theo mình sẽ xỏ đến màu tím. Đây nha mọi người ơi, đây là màu tím của mình nha. Mọi người ơi, đây là phần màu tím của mình. Rồi mình sẽ tiếp tục với màu hồng nha. Đây nha mọi người, phần màu hồng của mình nha. Mọi người, đây là phần màu hồng của mình nha.
Sau màu hồng mình sẽ sổ màu xanh lá. À không, mình sổ màu đen đi. Giờ mình sẽ xóa hạt chữ nha mọi người. Mình sẽ buộc lại nha. Đây mọi người ơi, mọi người ơi, đây chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây cũng là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.